Chào mọi người nhá. Hôm nay thì Hoa Lan Hà Nội xin giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm, đó là đai châu đang nụ hoa nhá. Đai châu đang nụ hoa này, mỗi một chậu nó sẽ là hai cây như thế này cho em nhá. Hai cây như em thế này cho em này. Đó, em bán là 180.000 một chậu thôi. 180.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Phí ship đồng giá cho em là 35.000 một đơn. Mua hai cây em sẽ bán với giá là 350.000 được chưa ạ? Mua hai chậu như thế này em sẽ bán là giá là 350.000 này. Một chậu nó sẽ có hai con như thế này nhá các bác nhá. Một chậu có hai con này. Và em sẽ cho mọi người xem mặt hoa của nó nhá. Rất là nhiều mặt hoa đẹp được chưa ạ? Rất là nhiều mặt hoa đẹp cho cả nhà lựa chọn này. Có màu trắng, màu tím, màu hồng, màu cam, màu đỏ được chưa? Đấy, màu đốm đây. Rất là đẹp luôn. Mặt hoa thì là mặt hoa như em dơ nhá. Hàng này là hàng cánh nhựa cho em này được chưa? Cánh rất là dày, hoa thơm nức cho em được chưa? Đai châu thì mọi người biết rồi. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân hoặc là ngọc điểm. Nó là một cái dòng mà đón Tết được chưa? Đấy, hôm nay em sale cho mọi người giá rất là rẻ này. Cây đang vòi hoa mới có bao nhiêu? Tính ra một thân như thế này mới có 75.000 đồng. Là quá là rẻ luôn này. Đấy, có nhiều mặt hoa nhé. Một cây này mọi người chăm cho em, nó có thể ra được vài vòi hoa trên một cây được chưa? Đấy, một cái vòi hoa này cho em từ 30 đến 50 bông hoa. Ok chưa? Về mình ghép lên trụ cho em hoặc là trồng chậu. Ok chưa các bác? Đây, ghép lên trụ hoặc là trồng chậu cho em. Ra hoa rất là xa như này cho em. Ok chưa ạ? Đấy, nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0974702106 hoặc số điện thoại 0973700453 nhá. Đấy, bên em là ở Đan Phượng Hà Nội nhé các bác nhá. Các bác nhanh tay để lại số điện thoại cho em là máy tính nhà em sẽ tự động lên đơn này. Đấy, rất là nhiều màu nhá. Cái dòng đai châu này là một dòng nó rất là đẹp này. Hoa sai, hoa thơm này, cánh cứng và độ bền hoa rất là lâu cho em khoảng 2 tháng. Và tiếp theo đến là cái dòng này chơi cho em là không sợ mất giá nhá. Những cái trụ mà các bác đang xem trên video như này cho em, nó đến tiền là khoảng 10 đến 20 triệu cho em được chưa? Đấy, dòng này chơi không mất giá đâu. Chăm hoa cho em, đây rất là đẹp luôn. Các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, đủ các màu hoa cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, 180.000 chậu đang nụ hoa cho em. Chậu là chậu có 2 cây được chưa? Chậu là chậu có hai cây nhá, tính ra rất là rẻ luôn. Và cái này là mọi người về sẵn thôi, mọi người treo lên cho em thôi là đã ok rồi. Ok chưa ạ? Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn nhá.